Xin chào các con. Ngày hôm nay thì cô Ly sẽ cùng các con chúng ta sẽ đi ôn tập một phần nội dung trong chuyên đề hình phẳng và hình khối, đó chính là đường gấp khúc. Vậy thì trong phần nội dung ôn tập về đường gấp khúc, chúng ta sẽ có hai phần. Phần 1 đó là cô trò chúng ta sẽ đi ôn tập lại lý thuyết về đường gấp khúc, và phần 2 đó chính là phần bài tập để chúng ta cùng ôn tập và củng cố lại kiến thức nhé. Trước tiên chúng ta đi vào phần 1. Đó chính là phần lý thuyết về đường gấp khúc và độ dài của đường gấp khúc. Ở đây cô lấy một ví dụ minh họa như sau. Cô có đường gấp khúc A, B, C, D. À, như các con đã thấy, đường gấp khúc A, B, C, D thì được tạo bởi ba đoạn thẳng A, B, B, C và C, D. Hay nói cách khác, đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng AB, BC và CD. Và làm thế nào để chúng ta có thể tính được độ dài của đường gấp khúc ABCD các con nhỉ? À, cô thấy có rất nhiều bạn trả lời đúng rồi đấy. Độ dài của một đường gấp khúc chính là tổng độ dài của các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc đó. Vậy thì ở đường gấp khúc ABCD ở trong hình thì độ dài của đường gấp khúc ABCD chính là tổng độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và CD. Chúng ta có thể thấy đề bài đã cho sẵn độ dài của các đoạn thẳng trên. Đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm các con nhỉ? À, đoạn thẳng AB dài 2 cm. Thế còn độ dài đoạn thẳng BC, à, độ dài đoạn thẳng BC dài 3 cm và độ dài đoạn thẳng CD bằng 4 cm. Như vậy, để tính được độ dài của đường gấp khúc ABCD, cô Ly sẽ làm như sau. Cô Ly lấy độ dài của đường gấp khúc AB cộng với độ dài của đường gấp khúc BC và cộng với độ dài của đường gấp khúc CD sẽ bằng 2 cộng 3 cộng 4 và bằng 9 cm. Như vậy, độ dài của đường gấp khúc ABCD là 9 cm. Ở đây, cô có một lưu ý như sau. Khi các con thực hiện phép tính về đơn vị đo độ dài, các con chỉ tính được luôn trong trường hợp các đơn vị đo độ dài của chúng giống nhau. Còn cô lấy một ví dụ, ở số 3 này không phải là 3 cm, mà là 3 dm, thì trước khi thực hiện phép tính, các con phải đổi về cùng một đơn vị đo đã nhé. Và như vậy, cô trò chúng ta đã ôn tập lại xong phần lý thuyết về đường gấp khúc và cách tính độ dài của đường gấp khúc. Vậy thì để ôn tập và củng cố lại kiến thức một cách tốt hơn, thì cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập nhé. Các con hãy chuyển tiếp sang video tiếp theo, đó chính là video bài tập về đường gấp khúc, để cô trò chúng ta cùng làm và chữa các bài tập về đường gấp khúc nhé. Để không bỏ lỡ những video học tốt tiếp theo của cô Ly, các con hãy ấn vào hình tròn ở giữa màn hình để đăng ký hoặc xem các video tiếp ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các con qua những video tiếp theo.